Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay nhóm của Thủy sẽ làm món dưa giá. Thì hôm qua Thủy làm nhóm Thủy làm là dưa món, hũ này là dưa món, còn hũ này là dưa chua. Ngày hôm qua nay á nhìn rất là đẹp không, trong veo luôn á. Thấy đẹp mắt. Thì, thì hôm nay tiếp tục Thủy sẽ làm món dưa giá để mà ăn ba ngày tết, mấy ngày tết và ăn kèm với vài bữa lạc xưởng khô á. Thì mình sẽ chiên lạc xưởng và ăn kèm những cái món này cho nó ngon và nó không có ngán nữa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Giá thì Thủy mua một ký giá, mình lặt cái ghế của giá bỏ thôi. Rồi cái mình hẹ mình cũng tuốt mấy cái những cái úng á mình bỏ đi. Nó làm không được cái gì giờ. Rồi cái mình đem đi rửa cho nó gáo, rồi mình nấu nước muối với đường á, mình ngâm vô. Hay nhiều món dưa chua ha. Dưa chua ba cái đậu luôn nè. Hẹ này hồi loại hẹ nhỏ nè ha. Còn cộng hẹ bự nữa. Nhỏ thơm hơn. Ê đừng để đây nó dập quá giá. Lấy đi. Nhỏ thơm hơn sao? Nhỏ nó thơm hơn hay gì á? Chứ không phải tàu bự nó tốt mà nhỏ nó tốt. Nhỏ nó còi hả? Có lớn có nhỏ như mấy mình nè. Nói sao chứ con bự hơn Hà. Con bự hơn Hà, cao hơn Hà phải không? Đè chút đè xuống chút. Miễn xuống, mặt đầu xuống. Mùi nói đem ngồi xuống đất cho Mùi, nó nói Mùi làm gì Mùi. Không, Mùi phải chứ phải Mùi. Mùi đâu có làm vậy, Mùi đè nằm trước luôn. Mấy Mùi là Mùi cho nằm trước luôn hả? Thôi mấy cái này nè, mình cắt bỏ những cái úng này nè trước nên anh ta, tại vì người ta cắt cắt cái đầu tệ cái đầu xuống tệ vậy nè, bỏ bớt những cái úng á, rồi lấy kéo cắt rẹt. Nói ghê quá Mùi, nói gì ngon hay nói gì mất thèm. Bỏ mấy cái hẹ mà cái nhọn nhọn này luôn, bỏ cái đọt ở cái đuôi tề tóc á. Chào ăn Tết. Sáng hò trời dũng hà lên nha. Tệ khẩu đi tiệm. Có hát tết không? Nhu cầu hát luôn. Hát tết hả? Thách mời cho tiền em hát tết nha mời. Đưa tiền hát cho cân ngồi lo đi. Thôi chị cho. Vô đó chị hát có lắm. Vô hát dùm đi. Đưa cho Mùi. Chị hát dùm cho miễn phí. Chị có khi khuyến mãi thì cái khăn nữa. Thầy ơi. Đưa cho Mùi hết khỏi ăn Tết luôn. Có cái nón kìa. Khuyến mãi luôn cái nón hả? Cái nón với cái khăn tùm lại. Cho em thêm cái khẩu trang nữa. Cái gì bít bít á. Đang cho em bịt lại luôn. Đừng cho thấy mặt. Lúc đó là Mùi khỏi thấy em. Nhiều tiền để cho lá chị hết dùm. Không gì có tiền chứ không có hả? Không ai đưa cho ai hết được, chứ đưa cho Mùi thôi. Mới hết bằng qua cái mông tưa không à, cái gì? Cái gì tung đơ á nghe Mùi. Mùi đẩy cho sạch lãng luôn. Có phân đều. Đâu phải ai cũng dễ hết nha. Như Hà vậy nè, tóc đi Hà vậy. Chị hết ngang cái kẹp chứ đâu à, Mùi thì hớt tóc thì cũng được mà có cái tánh hơi nhiều chuyện, ai nói vậy là phải dòm lên đây cái dòm cái hớt tóc lại đẩy ngược lên luôn à. Ai nói gì phải nhìn mới được, không nhìn mà không chịu không nổi. Mùi nhìn cái tay Mùi đẩy lên tới sái luôn ra phải không nói. Thôi Mùi ơi, có cái muỗng dừa bự bự cho Mùi bận lên Mùi làm luôn đi Mùi. Là có hai anh em cái hàng đó bên Tân Phú á, hồi nhỏ nó còn nhỏ nha, nó đi tới bà tám cái chuyện đó. Nó đi
đi hơn 10 nha. Nó đi ra ngoài tiệm hớt tóc rồi hai anh em ngồi chơi chứ không hớt. Cái nó thấy thằng đó hớt tóc cái nó về nó bắt thằng em nó ngồi xuống. Cái lụm miếng dừa nó ụp ụp đây nè. Cái vòng tròn rồi cái nó hớt y như cái miếng dừa luôn vậy đó. Nó hớt tóc cho em đó. Vậy chứ nó đâu có ăn phạm đâu. Xung quanh nó đều băng rồi. Vậy mướn đó không? Mướn à. Nó có 10 đây khỏi mướn. Mày làm cho luôn. Ngăn ra kẹp mà chứ cũng còn chưa. Biết mới xác đầu luôn. Xác đầu không phải dễ hết nhưng cưng. 10 thôi. Nói thì cho to đi. Đi ra hàng trăm. Tết này ai mà hớt tóc được là hớt tiền không ha. Đắt dữ lắm. Giờ 30.000 cái đầu hớt tóc, Tết lên 40. Dữ rồi. Không, giờ ngày thường giờ là 30 rồi. Thì Tết đắt rồi thôi chứ không phải tăng lên nữa. Có tăng nữa bạn. Vậy là mình ấy mình hớt cao cho nó lâu ra. 10. Nếu vậy qua chiều của mình đi học nghề uống tóc mà. Cắt tóc mà ha. Tết cái mình làm. Mình mượn cái kéo hả? Rồi có khuyến mãi rồi. Sẵn này hết luôn. Cái giá này giá mập mập không ngon hả cơ cô Mười? Mập. Nó mập có cọng nó ốm nó dài. Thì có cọng dài không dám. Không, ý là có người ta làm nó cọng dài dài. Mập nó giống hạt. Chắc trưa nha. Mềm lụm. Lụm trắng trưa. Trời ơi, tự tin, tự tin. Trắng tươi mềm lộn. Trắng cứng à. Trắng cái mập mềm mập luôn á. Em nói mà. Rồi, xong rồi cái này rửa, rửa đừng chị đừng có tộn quá, chị nhẹ nhẹ, nhẹ cho nó. Để nó dập cái gì thấp. Giờ nấu cái này phải có trộn miếng ngái nữa không? Hả? Này nè. Trong gì? Muối ra mình rửa nên nó xèo xèo để nó giòn. Rửa muối đó. Muối lỏng. Muối lỏng pha miếng vô rửa. Ít thời chứ không phải pha gì. À, những cái lụn dụng này thì sẽ để cho gà cho vịt ăn. Cho vịt. Không bỏ cái gì hết. Hà sao cắt xa dữ rồi hả? Trời đất ơi, cắt rồi bỏ người ta cả khúc luôn nè. Cái bây giờ nãy giờ tôi hết tóc. Tưởng tượng nó nói mà đi hết tóc thì uống tóc đây nè, đây nè, là nãy giờ đâu để ý đâu, cái nè nó sát tới cái muốn tới cái đọt của người ta luôn à. Cái nào cái nói là tiền khuyến mãi thường nhiều hơn. Nó nói hết tóc, cái hết tóc cái nó cũng theo hết tóc luôn đây. Mười kia hết sát rồi chứ, mười hết sát, hết sát đỡ chi phí. Cái ông cộng hẹ của người ta nhìn. Ủa, uống miếng nhiều để ăn lượm cửa ăn. Đây đem đây đưa đây cho gà. Cũng cho gà ăn chứ đâu mình cũng mất đâu. Vô đó rồi. Mới mất mình ăn gà lại vậy. Đó vậy đó. Đâu cũng vô đó à. Đi thấy lâu lâu kia chị giùm. Gà chị mót lại. Chị mót đây em bây giờ em rửa. Giờ Hà với cô Mười cũng sắt cà gót để thôi mình trộn với giá với hẹ mà rửa rửa muối á. Thấm để muối nước muối vô đây à, muối nặng rửa phải không? Nhẹ nhẹ giá nha. Nâng niu nó như Thấm. Nâng như nâng hoa gì đó. Nâng hoa. Màu xanh, màu vàng, màu trắng. Xanh vàng trắng. Tím. Ok, ba màu. Đẹp quá. Đẹp rồi. Khó kiếm cộng giá mà uống nu hiền muội vậy nè.
chứ thường thường là giá nó làm ốm nhách trời thòn à. Giá này dễ kiếm gì hà đâu. À, dễ kiếm gì hà đâu. Người ta nói gì hà giá chứ đâu nói hà đâu mà. Giờ Thủy sẽ bắt cái nồi nước. À, nồi nước này là 4 lít nước. 4 lít nước thì Thủy để là 1 lít nước thì 1 muỗng muối, thì 4 lít thì 4 muỗng. 4 muỗng lưng lưng như vậy. Hai. Ba. Bốn. Rồi 1 lít nước thì 2 muỗng đường. À, 3 4 lít. 4 lít thì 8 muỗng thì đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 7 rồi tới mấy 10? Bảy tí. Có dần không? Dần thì sáu. Chừng. Là 8 muỗng đường nha. À, mình nấu cho sôi lên. Miễn có bọt thì dớ, còn không có thì mình tắt để cho nó nguội hả, để vô keo dưa giá. Giờ sau khi chờ đợi nấu nước thì Thủy để dưa giá vô. Nâng đếm không? Đếm con rồi. Ok, cái cà rốt nó giống cái áo con ha. Ừ. Rồi quên nhận cái áo rồi đó. Nhiêu đây chắc mình nhận 2 keo luôn á chứ 1 keo không được, không hết đâu. Cái những cái món này thì dễ làm ha cô Bùi. Nhanh lẹ ăn nữa. Thịt kho cá kho rồi ha. Ừ. Đúng rồi. Ăn đỡ nha. Ăn được nhiều. Vô trong keo nhìn nó đẹp á. Ừ. Mười đếm con nha. Ừ. Mười cộng cho mình. Mười cộng vô. Mười cộng vô keo. Nhiêu đây là 1.200 cộng rồi đó. Rất quá trời luôn nha. Không ép nha. À, tan đường nó sôi lên cái gì mà tắt tắt lửa để ha chị. Giá nó còn tươi quá hơn cô Mười. Sáng con đi mua sớm nên cho nó có giá tươi, với khi người ta lửa lên qua được lại nó giá nó bị dập. Kìa nè, lấy màu đỏ màu vàng vô. Trộm lại, trộm lên. Ừ. Mười xanh nhiều quá, đừng la lớn. Đừng la. Ừ. Nghe la chứ. Nêm muối á, đã nguội, hoàn toàn nguội luôn nha. Không có... Lạnh ngắt luôn rồi. Ừ. Là mình gửi cái vô cái dưa giá. Kiểm tra coi có nguội không hả? Hồi nãy tưởng nghĩ là có 1 keo hả chị Thắm? Mà làm được 2 keo luôn nè. Đẹp ha, màu xanh đỏ. Đỏ đầu. Gì mà? Vàng xanh trắng. Bé này nói không chính xác màu. Vàng. Ừ, đụng gì dữ vậy? Muỗng với muỗng đụng nhau. Hai keo ngon ha chị Thắm. Ừ. Vậy là nổi lên nè. Nhiều về mình ăn nhiều lắm á. Ừ. Thì khi mình đổ nước nó dưa giá nó nổi lên á, mình lấy cái dĩa như vậy nè,
rồi mình nhận xuống cho nó chìm cái nổi cái vô cái nước vô cái dĩa nó đè cái giá dưa giá xuống rồi mình đậy lại là nó không có nổi lên trên nó chìm dưới nên nó không nước có bị hư. Ừ. Đây, ok. Ê. Để cái dĩa lật ngửa lên đặng cho nó có nước nó trào vô cái dĩa nặng độ nặng nó đè xuống. Đây nè, nắp nào xuống trước. Đó, đậy xuống. Kéo hai nắp. Ừ. Nó bảo quản. Rồi mình được những cái này món này là ăn thịt luộc ha. Kho rượu rồi lạp xưởng. Dạ thì món nào cũng ăn mà thịt heo kho rượu chứ. Ơi còn cái món củ kiệu mình phơi ngoài kia nữa. À thì hôm nay á thì cũng làm hai keo dưa giá dưa. Dưa giá thì cũng đã xong rồi. À, đặng quay cho ông bà cô chú thấy những ngày Tết mình làm cái món này là mình ăn cho nó đựng đỡ ngán nữa. Thì clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Xin chào.